Siêu công thức giải độc gan, sau một tuần bạn sẽ không tin vào mắt mình nữa. Ngày làm 2 ly liên tục trong một tuần là cả đời không sợ ung thư gan hỏi thăm. Với công thức giải độc gan từ nho khô dưới đây, gan của bạn sẽ được thanh lọc hết mọi chất độc chỉ trong một tuần, theo Bow Sky. Hằng ngày chúng ta nạp vào cơ thể nhiều loại chất độc từ thực phẩm, đồ uống, không khí, cũng như tiếp xúc với các nguồn hóa chất nguy hiểm. Gan phải hoạt động vất vả để thải loại các chất độc hại, duy trì sức khỏe tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, thỉnh thoảng gan cần có thời gian nghỉ ngơi để tự thanh lọc chính nó. Nếu gan yếu, bạn dễ mắc những bệnh như viêm gan, xơ gan và gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, nếu bạn đang uống thuốc, chúng cũng có thể làm yếu gan. Có nhiều cách khác nhau để thải độc gan. Nếu bạn muốn thanh lọc gan bằng cách dùng một liệu pháp tại nhà, chúng tôi xin giới thiệu một công thức đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Trước tiên, cho một nhúm nho khô vào nồi, sau đó đổ 2 ly nước vào. Trên thực tế, bạn nên duy trì một tỷ lệ nhất định thay vì tự ước lượng. Ví dụ, nếu dùng nửa ly nho khô, hãy đổ 1,5 ly nước, chỉ cần đảm bảo nước lúc nào cũng gấp 3 lần khối lượng nho. Đun sôi nước vài phút, nhớ đậy nắp, sau khi nước sôi, tắt bếp rồi cất nồi trong bếp khoảng 1 ngày. Ngày hôm sau, lọc lấy nước và uống sau khi thức dậy, làm điều này trong 1 tuần, bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Lưu ý rằng trong thời gian áp dụng liệu pháp này, bạn cần tránh xa rượu bia, đồ ăn vặt và thuốc lá nhé. Hãy áp dụng ngay để giúp gan của bạn hoạt động tốt hơn vì sức khỏe của bạn. Hãy cho thúc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Thuốc Quý Quanh Ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.